Sưởng đồ gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Ba Ông Tam Đà Phúc Lộc Thọ ở dưới gốc cây đào, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TPLT06, có kích thước cao 64, ngang 37 và sâu 17. Phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta hàng liền khối, đục rất kỹ và sắc nét. Gỗ hương ta có màu đỏ khi còn để mộc và khi PU lên rồi thì sẽ có màu cánh gián. Tượng Phúc Lộc Thọ hay còn gọi là Phước Lộc Thọ nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống hạnh phúc là những điều tốt lành, con cái, thịnh vượng, may mắn và sự trường thọ. Cả ba vị đều có một khuôn mặt nhân hậu và nụ cười rất là hoan hỉ. Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn tốt lành, con hiền cháu thảo. Tương truyền ông Phúc là một quan thanh liêm đứng đầu của triều đình xưa. Ông Phúc có rất là nhiều con cháu, tất cả đều hiếu thảo và thành công. Tượng Phúc sẽ đem đến cho gia chủ rất là nhiều phúc phần, con cháu ngoan hiền. Ông Lộc hay còn gọi là ông Thần Tài, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, tài lộc. Truyền thuyết nói rằng ông Lộc là quan lớn của triều đình, có tài ăn nói khéo léo nên được vua ban lộc nhiều vô kể. Ông thường được đứng giữa ở trong bộ Ba Ông Tam Đà, tượng trưng cho sự thăng tiến về công danh, vạn sự như ý, tài lộc tấn tới. Trong bộ tượng Phúc Lộc Thọ, ông Thọ đứng ở cuối cùng. Ông Thọ là hình tượng ông tiên già, râu tóc bạc trắng, trán rất cao, tay cầm trái đào tiên, tay chống gậy có buộc giả hồ lô chứa tiên đơn. Ông Thọ sẽ phù hộ cho chủ luôn có sức khỏe và sự trường thọ để hưởng phúc. Nhiều người thắc mắc tại sao tượng ông Thọ thấp hơn hai bức còn lại và cho rằng đó là lỗi trong khi đục tượng, nhưng thực sự không phải như vậy. Ông Thọ là hình ảnh một ông cụ già chống gậy và người lúc nào cũng hơi khom lưng về phía trước, nên là ông Thọ phải thấp hơn thì mới hợp lý. Và khi trưng bày tượng Tam Đà thì luôn phải đặt theo đúng thứ tự để phát huy tính năng tốt nhất về phong thủy. Tượng Phúc Tĩnh đặt bên phải, tượng Lục Tĩnh đặt ở giữa và tượng Thọ Tinh thì đặt ở bên trái. Một tác phẩm rất đẹp mà các bác không thể bỏ lỡ. Nếu như các bác quan tâm đến bộ Ba Ông Tam Đà Phúc Lộc Thọ ở dưới gốc cây đào chất liệu gỗ hương ta, có mã là TPLT06, cao 64, ngang 37 và sâu 17, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiếm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Hoặc ngoài ra thì các bác có thể vào trực tiếp trang web sườngtogỗ.com để theo dõi các tác phẩm được chụp rất là kỹ và có ghi kích thước cụ thể các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Sưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.